Xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ thông báo về một việc, đó chính là sự thay đổi lớn của phép dịch chuyển. Và những thay đổi này sẽ cụ thể như sau. Trong 14 phút đầu tiên của trận đấu thì bạn sẽ không thể nào mà dịch chuyển lên lính hoặc là mắt. Bạn chỉ có thể sử dụng lên trụ, tức có nghĩa là bước vào phút 14 thì bạn mới có thể sử dụng như cũ. Và thời gian vận của phép dịch chuyển sẽ thay đổi từ 4,5 giây thành còn 4 giây nha các bạn. Có nghĩa là giảm nửa giây thời gian vận. Và những thay đổi này chỉ đang áp dụng tại máy chủ thử nghiệm PPE nha các bạn.